Theo đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, dịp lễ doanh nghiệp cung cấp gần 60.000 vé, gồm cả tàu tăng cường và tàu chạy thường xuyên. Phía công ty vận tải đường sắt Sài Gòn cũng sẽ đưa ra số vé tương đương so với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 năm ngoái. Số vé giảm một chút nhưng tốc độ bán nhanh hơn. Ngoài ra, để phù hợp với tình hình thực tế, doanh nghiệp sẽ tăng giá vé từ 2 đến 6% với các tàu Bắc Nam và tàu SE19-20 tuyến Hà Nội-Đà Nẵng. Dịp cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội sẽ chạy thêm 13 đoàn tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Hải Phòng.